Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cao Lại. Hiện tại mình đang theo chân của bạn nhân viên tại cửa hàng, mình đang cầm cái cây sake như thế này đây. Và đây chính là thành quả sau hơn một tháng mà mình đã khoanh vỏ cái cây sake đó các bạn. Thì bây giờ chúng ta cùng xem cái thành quả của nó như thế nào ha. Đây, bạn đang mở dây ra. Trong khi chờ đợi mình sẽ quay cho các bạn xem cái rễ của nó nè. Sau hơn một tháng thì cây đã ra rễ rất nhiều ha. Rễ nó cả bầu luôn nè các bạn. Và khi nãy bạn cắt xuống thì còn khoảng dư một khoảng trống như thế này. Hút nó dài chứ không phải cắt bỏ. Cái này mình tách ra cái cây khác cho các bạn xem. Này, cây sake rễ ra khá nhiều ha. Cái gốc thì khoảng 2-3 phân thôi các bạn. Cái bầu vẫn còn hơi ẩm ẩm nè. Đấy, mình sẽ moi một ít ra cho các bạn xem cái rễ của nó. Thì đối với cái cây sake thì được người ta hiện nay thì ta cũng hỏi tìm mua rất nhiều, thì vì nó vừa công dụng của nó khá cao là từ làm bóng mát và đến ăn trái, bên cạnh lá của nó chúng ta cũng vẫn sử dụng được ha. Còn sau khi mà chúng ta cắt xuống thì chúng ta phải dơ những cái bầu như thế này thì chúng ta mới dưỡng cây rồi mới bán được nha các bạn, mới trồng được đó. Ở đây mình đang công đoạn là dưỡng cây để khi bà con mua về thì có thể trồng liền ngay luôn, không cần phải dưỡng lại ha. Này, đóng bầu sơ dừa ở ngoài ha, để tạo cái môi trường cho rễ nó ra nữa tiếp tục ha. Đây các bạn thấy đây, đảm bảo cái giá thể này phải chặt ha, không được lỏng lẻo. Khi nó chặt thì khi nó giữ nước sẽ tốt hơn ha các bạn. Và sau đó chúng ta phải dùng dây bó bầu lại như thế này ha. Cuối cùng là chúng ta phải để nơi mát để cho cây nó ra rễ hoàn toàn thì chúng ta mới xuất vườn xuất trồng được ha. Cây khá là bự luôn ha các bạn. Hiện tại nếu bà con nào muốn sở hữu các cây sake như thế này thì liên hệ ngay bên mình nhé. Xin chào.